Hello mọi người, thì bữa nay em quay cho mọi người coi cái hố si phong nha mọi người. Thì cái hố si phong nó đây, anh em công nhật đã sửa xong cái hố thành hình tròn nè. Đường kính khoảng 3 mét nha mọi người. Thì đây là hai cái ta kêu bằng cái gam đó. Một gam cuốn hố. Thì một cái ống 400. Như một cái ống nó chừa là 250, thì mình sẽ chống chống một cái nối 250 vô. Thì đây là cái ống 168 với một đường 60 ống xương. Thì đây là anh em sắp sắt sau đó mình đổ hồ vô nha mọi người. Đó, thì đây là cái hố si phong. Đây, sắp sắt nè. Sắp sắt vô trong đó rồi mình đổ hồ lên tới chỗ mấy cái hàng luôn. Đó, thì cái ống này, cái ống 400 để gom phân tôm vô. Còn đây là cái ống thải nước. Thì khu nuôi này đổ vàng cột rồi hết trơn nha mọi người. Đó, đang đổ cột rồi hết. Thì khu nuôi này là sắp sửa hoàn thành. Thì đây là cái nhà dẹo. Đem quay cái nhà dẹo cho mọi người coi. Thì đang đập cái chòi, đang cắt cái chòi. Thì bên đây thì sửa rồi hết đây. Sắc đỏ hiện nay nhà dẻo này hàng chưa lọt luôn, lọt toàn sáng luôn. Thì cái khu nuôi này sắp sửa hoàn thành nha mọi người, để em quay cho mọi người coi. Đây là cái hố ao dèo cũng sửa rồi, chỉ cần sắp sắt rồi đổ thôi. Thì cái này là cái mặt gam nè mọi người. Này mình có hai lớp này, mình dặn lên thì khi ép bạc á, xong mình chừa miếng bạc nó lọt vô đây, rồi mình lấy một cái miếng xốp mình chim nữa, rồi mình siết lại là xong. Thì nó cái tác dụng của cái mặt gam nó là gì đó. Còn đây là em quay mọi người cái hố. Ủa chú, có hố nào đổ xong chưa ta? Có hố nào đổ chưa? Mới đổ mặt dưới không à? Để quay cho mọi người coi cái hố. Cái hố này mới sửa luôn. Thì mấy hố này anh em chuẩn bị sắp sắt đổ. Thì dàn cột thì đổ tương đối rồi nha mọi người. Thì khu nuôi này bữa nay khu nuôi này chắc quá tết rồi. Quá tết sẽ xong, bị gạt vôi. Bên kia thì anh em đang hàng lam cho ao dèo, ba cột neo. Cột neo, neo sắt. Ủa, tôn nó mới giao tôn nấy vô luôn rồi đó. Ủa, rồi chú ba đâu rồi ta? Đây là cái ao dèo nha mọi người. Ao dèo cái chòi. Để em quay từ từ mấy giai đoạn cho mọi người coi. Thì mấy hố chưa đổ rồi. Thì cái clip sau em sẽ quay cái việc hoàn thành cái hố xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của em nha.